Hôm giờ là có mấy chị em vào nhắn tin hối hoi si. Nói là sau series món Nhật đợt này xem hoài mà chưa thấy có tập nào hướng dẫn làm cơm cuộn sushi. Phải từ từ chứ, có anh em thì muốn hướng dẫn mì ramen, rồi cơm Nhật bánh xèo, nhiều lắm. Mà bánh xèo thì Hoshi có hướng dẫn rồi đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món cơm cuộn lươn bơ, một cái món ăn mà hot hòn hot trong ẩm thực Nhật luôn nha. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, cả nhà sẽ cần một chiếc dao Nayagiba thiệt là bén và đẹp. Tính nói thiệt là bén thôi nhưng mà sực nhớ ra thói quen luôn luôn chọn thêm cái đẹp nữa. Cho nên bổ sung thêm, mình sẽ chảy một miếng bơ ra, sau đó lột vỏ rồi thái mỏng ra như Hoshi hướng dẫn trong clip nè. Ok, để qua bên rồi cắt lươn Nhật ra, khè lửa cho nóng và thơm lên rồi cắt thành 2-3 miếng dài. Phần nhân thì các bạn sẽ cắt thêm 2 miếng bơ dài cùng với lại trứng kiểu Nhật. Cách làm món này thì clip trước Hoshi có chia sẻ rồi ha. Bước 2, chuẩn bị nhân xong rồi thì mình chuẩn bị tiến hành cuộn nè. Cho lá nori lên mình che rồi lấy khoảng 90-100g cơm sushi. Vo tròn lại rồi cho cơm chảy đều ra. Mình sẽ cho ra giữa lá theo hàng dọc như thế này rồi tán đều ra như Hoshi hướng dẫn trong clip các bạn nha. Đơn giản không? Đây cũng là một phương pháp mà Hoshi giúp các bạn học viên trong lớp thực hành 2-3 buổi là có thể tự làm cơm cuộn được rồi. Tự làm từ A tới Z như trong nhà hàng luôn nha. Bước 3, các bạn sẽ lật cơm lại rồi xé lách cho vào như Hoshi hướng dẫn nè. À, cho trứng, cho dưa leo, cho lươn vào rồi cuộn nhẹ tay lại. Lật lật 2-3 cái cho gọn gàng rồi lấy mành ra đắp bơ lên. Đó, mình sẽ chảy đều ra rồi dùng mành ép lại thêm lần nữa. Sao cho bơ bám vào cơm là xong. Lưu ý là các bạn nhớ ráp mành che bằng cái màng bọc thực phẩm nha. Chứ không dỡ ra không thấy bơ bám vào cơm mà thấy bám vô mành là xong luôn rồi đó. Bước 4, mình sẽ dùng dao cắt ra làm đôi rồi sau đó cắt ra mỗi bên thành 4 khúc nữa. Sắp đều cơm cuộn ra đĩa rồi rưới nước sốt lên. Ăn một lần là ghiền luôn á. Thiệt, rải mè rang lên bên trên bề mặt rồi trang trí lên cho thêm miếng gừng chua nữa. Rồi thêm miếng ngò tây nữa là xong. Đơn giản không? Chỉ cần cả nhà yêu thích và chịu làm theo là sớm muộn gì cũng tự làm được hết à. Dễ mà, đẹp không? Bước 5, quan trọng nhất lúc này là làm thử miếng rồi feedback cho cả nhà cảm nhận. Ngon quá, kèm thêm miếng gừng nữa nè. Tuyệt vời luôn. Bạn nào thèm quá muốn ăn liền mà không có muốn làm thì yên tâm, cứ để sushi quay lo nha. Chỉ cần hú cái là có tận nhà liền à. Còn không có thì tới tận nơi thưởng thức luôn vẫn được. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.